Với nội dung chuyển đổi số trong ngành du lịch, phiên hội thảo vào chiều nay đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các doanh nghiệp, các nhà quản lý. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, ngành du lịch toàn cầu bị tác động nặng nề, thì chuyển đổi số chính là yêu cầu bức thiết của ngành du lịch. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 200 chuyên gia doanh nghiệp về công nghệ thông tin và dịch vụ du lịch. Thừa Thiên Huế xác định năm 2021, du lịch sẽ là một trong bộ ngành được ưu tiên chuyển đổi số. Tại diễn đàn lần này đã tập trung thảo luận tìm ra các giải pháp, chính sách, định hướng chuyển đổi mô hình, cách thức hoạt động của ngành du lịch phù hợp với bối cảnh công nghệ số hiện nay. Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực du lịch. Dựa trên trục chính là chính quyền số, xã hội số và kinh tế số để chuyển qua ngành du lịch là quản lý thông minh, quảng bá thông minh và trải nghiệm thông minh. Đến nay, ngành du lịch đã hoàn thiện bộ chuẩn hóa nội dung số, giới thiệu 35 điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu liên quan đến các chủ đề Huế, kinh đô áo dài, Huế, kinh đô ẩm thực. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cung cấp dịch vụ hệ thống thuyết minh tự động với 12 ngôn ngữ khác nhau tại khu vực Hoàng Cung và các lăng tẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tăng cường các dịch vụ trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách, nhất là tại các điểm tham quan du lịch văn hóa. Điển hình như trải nghiệm thực tế ảo đi tìm Hoàng Cung đã mất tại Đại Nội bằng công nghệ thực tế ảo VR360, hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh ở làng cổ Phước Tích. Ngành du lịch chủ trọng quảng bá hình ảnh điểm đến và tương tác tự động với du khách trực tuyến qua hệ thống tài khoản có tích xanh Visit Huế trên mạng xã hội như Fanpage Visit Huế, TikTok Visit Huế, Zalo Fanpage của Visit Huế. Tại diễn đàn, một số tham luận bài phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch, các chuyên gia, tập đoàn doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và dịch vụ du lịch tập trung vào các vấn đề như xây dựng nền tảng ứng dụng du lịch trực tuyến với các tiện ích, phục vụ tìm kiếm, chia sẻ thông minh, giải pháp về số hóa di sản, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong du lịch và dịch vụ, thông tin thông minh trong dịch vụ du lịch, vấn đề hợp tác quảng bá điểm đến trên mạng xã hội. Ngành du lịch cần chủ trọng xây dựng các sản phẩm du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số như thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, 3D mapping để giúp du khách có những trải nghiệm mới lạ độc đáo khi đến Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, chuyển đổi số là một trong những giải pháp tiên quyết để chuyển đổi mô hình, cách thức hoạt động của ngành du lịch phù hợp với xu hướng mới. Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp cần chủ động sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới, chuyển đổi cách thức hoạt động và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới để ngành du lịch vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội chuyển đổi số một cách hiệu quả. Tỉnh sẽ quan tâm đầu tư, đảm bảo hệ thống hạ tầng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, phát triển các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý từ trung ương đến cơ sở, phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tập huấn đội ngũ nhân lực du lịch tại các doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt và rất quan trọng, đó là sự sẵn sàng hợp tác của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Đây là các đối tác chính và quan trọng trong hệ thống chuyển đổi số, cùng đồng hành với nhà nước để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Tại đây, diễn ra lễ ký kết giữa Sở Du lịch Thừa Thiên Huế với các đơn vị đối tác gồm TikTok Việt Nam, Viettel VTS, Vietshop Pro, ký kết giữa lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế với công ty Bluetooth Thiên Minh Group nhằm hợp tác trong hoạt động truyền thông quảng bá du lịch và triển khai thực hiện các giải pháp chuyển đổi số của ngành du lịch trong thời gian tới.